Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Mình sẽ đầu tư vào cái gói hội viên vĩnh viễn này một tí anh em ạ. Nhận thêm một chút này, tí nữa sẽ vào chiêu mộ thử xem như thế nào nhá. À, thẻ tuần xa hoa này, mua luôn anh em nhá. Nhận luôn này, đấy, cả ba mấy cái thẻ tím rồi anh em ơi. Ok. Và tiếp tục làm mấy cái gói như nguyệt. Đầu tiên mình không mua đâu, nhưng mà có thêm cái thẻ chiêu mộ hội viên này thì mình tính ra vẫn cứ là ok anh em ạ. Đấy, nên là mình sẽ all in hết nha. Có rất là nhiều thẻ tím nữa. Ôi, có thể mua được mấy gói này liền đây này anh em này. Căng thế nhở. À thế hợp lý này. Thế mình sẽ mua thêm một phát này nữa thôi nhá. Một phát thôi. Đó. Rồi còn lại 200 thì mình để dành. Ngày mai thì mình sẽ tiếp tục là tiêu vào trong cái quà ngày ấy. Thì sẽ có được hơn 100 vé chiêu mộ nữa. Cái gì đây? Thưởng kích hoạt. À. Ok này. Trưởng thành. Để mình xem trưởng thành thế nào. Ui có thêm một cái thẻ chiêu mộ hội viên anh em ơi. Let's go. Chiêu mộ câu lạc bộ. Đây rồi, 55 vé. Wow. Chơi thôi. Liệu rằng. Ôi ôi, tôi Goji đặc vụ này. Phát nữa đi. Ui là trời. Goji đi, please. Ôi giời ơi. Ô tô. What. Chỉ còn đúng 15 vé. Phát này. Rồi. Xong rồi. Toang rồi anh em ơi. Shop độc quyền xem nào. À, sức mạnh này. Hủy diệt. Hủy diệt. Nhưng mà đây rồi anh em ơi. Kiểu gì chả có được một em Gozo. Mình đã tính rồi mà lại. Đấy. Mảnh Gozo này. Mua luôn. Không nói nhiều anh em nha. Tích cực quay tay. Vận may sẽ tới. Trời ơi. Quá là ngon đi. Bây giờ tiếp tục là chiêu mộ anh em ạ. Để mình xem là đã đủ chưa đây. 388 thẻ chiêu mộ đúng không? Nhưng mà slot đồ thì mình xem nào. Ghép bớt đi. Cho nó bị đỡ nặng túi. Đây rồi. Đặt nhanh luôn. He he he. Thế là có một em Gozo đầu tiên rồi đấy. Mình chuẩn bị là có em thứ hai nữa. Nếu như ở trong cái phần chiêu mộ này mà hên hên ấy. Là hôm nay có được Gozo 10 sao anh em nhá. Cố lên cố lên. Hy vọng rằng là hoàn thành thử thách. Nâng Gozo lên 10 sao. Perfect anh em ơi. Ôi, mấy con tướng 6 sao này anh em này nhiều vãi này. Nâng lên luôn này. U là trời. Wow, nhiều vậy. Ôi, kinh không? Anh em nhìn thấy toàn tướng xịn sò con bò luôn nhá. Ôi, không biết dùng em nào để nâng luôn á. Bên này thì sao nào? Thôi. Bây giờ mình sẽ đi bỏ mấy con tướng 3 sao đi anh em ạ. Giải phóng nhanh luôn này. Ok. Đấy. Chiêu mộ tiếp nào. Let's go. Toge. 10 lần nữa này. Lại mây mây này. Mây mây mình có quá trời luôn á. Todo này. Sukuhien. Ngon. Ok anh em ơi. Đang cần để nâng cấp em nó lên thì lại có Toji luôn đấy. Em này có khóa chiêu khá là ổn nha. Sức mạnh bí ẩn đấy. Yuki xạ thủ à. Lại mây mây à. Gojo đi. Ôi dồi, mây mây ra nhiều nha. Trời đất. Ôi trời. Ôi trời. Lại Megumi. Thôi Megumi cho làm phôi được rồi. Tầm này mình có quá nhiều tướng xịn xò hơn nữa. Số tướng lại đạt giới hạn rồi. Cay thế nhỉ. Sẽ có lý nhân sự nhanh xem nào. Giải phóng nhanh phát. Ok đấy. Chiêu mộ X10 phát nữa đây. Lại mây mây. Ôi dồi ôi. Hajenoki à. Lại Todo. Gojo. Phát nữa nào. Reki à. Vai Mekamaru. Lại Megumi. Yuki xạ thủ. Petri. Lại đạt giới hạn. Cú thế nhở. Phòng thí nghiệm dị năng. Đây này mấy thằng này đủ 5 sao rồi. Cho mày lên 5 sao luôn này em này.
Đây nữa, Yuchi này. Ôi, nhiều phết. Tha hồ khôi 5 sao. Đó, thêm một em nữa lên 5 sao. Ô, vẫn còn à? Tiếp luôn. Còn không? Vẫn còn. Nhiều ấy. Ôi, chính ra là gần hết 400 vé rồi. Hôm qua 400 vé thì mình có thể ra được một em Gojo. Trong khi đó ngày hôm nay thì gần hết 400 vé mà chưa thấy dấu hiệu của Gojo đâu cả anh em nhá. Nhiều ông comment ở bên dưới video của mình còn bảo là ôi dồi ôi, ông 400 vé là còn may đấy. Có những ông 2.000 vé mới ra. Đen vãi. Khi nhở, 2.000 vé mới ra thì đúng là quá đen rồi còn cái gì nữa. Rồi, xong. Tạm tạm như vậy đã. Sở quản lý nhân sự giải phóng nhanh thêm một tí nữa. Chiêu mộ nào. Còn 148 vé anh em ơi. Liệu rằng với 148 vé này thì mình có thể sở hữu được không? Ui, Toji đặc vụ hay quá. Thêm được hai em. Yuki này. Mấy hôm trước mạnh thì không tính ra Yuki nhiều để mình nâng lên, hôm nay lại cứ ra Yuki hoài dữ vậy. Ôi, sắp hết vé rồi. Anh em ơi, mây mây thì vẫn cứ ra là liên tục anh em nha. Trong khi đó thì Gojo của mình không thấy đâu. Mà Jogo với cả Todo thì ô thì cứ ra nhiều kinh khủng anh em ạ. 10 vé. Ui, hai vị tướng cam luôn. Tiếp tục. Jujo, Jugo, Todo, Zero, Camo. Ai, xì bà, cay thực sự. Còn 28 vé nữa mà nó không cho nốt túi đi. Lại còn phải ra để ghép. Ok. Ngô kế. Nanako. Ghép luôn. Là trời. Nanami. À đâu, Manami. Còn Nanami đặc vụ thì lại là thằng khác. Chiêu mộ nào. Yuki xạ thủ Megumi. Lại 2 em tướng cam. Và trời ơi, thế là không có Gojo thật anh em à. Bực thực sự luôn á. Nhận nhanh thành tựu quá rồi nào. Thành tựu. Nhận nhanh. Ok. Thế là hết rồi đấy anh em ạ. Trưởng thành xem nào. Nhiệm vụ ngày nhận luôn. Nhiệm vụ tuần cũng nhận luôn. Hết thưởng rồi anh em ơi. Thế là hôm nay được mỗi một em Gojo thôi à. Thế này thì làm sao mà nâng cấp cho nó lên 10 sao được bây giờ. Ốn thế nhỉ. À đúng rồi, đi ghép mảnh anh em ơi. Hy vọng rằng là có thể có trong phần mảnh. Đây, Gojo go dùng đây. Ghép nhanh luôn nha. Piu. Hai Gojo đi. Như nào. Đây à. Cay thế nhỉ. Phòng thí nghiệm dị năng. Tiếp tục là ghép lên. Ok. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Hết rồi thì sở quản lý nhân sự thôi. Giải phóng nhanh. Nhìn 200 mảnh này. Túi đồ mảnh. Đây, ghép đi. Vũ trụ. Được mỗi em, còn nó 3 em ấy kìa. Cú ghê nhờ. Thế này thì khả năng cao là mình phải nâng cấp cho em Maki của mình lên 10 sao để làm phôi đây. Còn đâu thì mình sẽ cho em Toji đặc vụ ở trong đội hình. Bởi vì lúc này là mình cũng chưa mộ được thêm hai em Toji đặc vụ nữa. Ồ, thế thì nâng cấp luôn Sukuna lên E2 anh em ạ. Rồi, đi nâng cấp Maki lên 10 sao cái đã. Cần một phôi 6 sao đúng không? Và một phôi 9 sao. Một phôi 9 sao à? Thế cũng hơi căng nhỉ? Rồi, lại phải đi tìm kiếm... phòng thí nghiệm dị năng này. Đầu tiên là một phôi 6 sao đúng không? 6 sao thì đây, Panda đi. U là trời, nhiều thế nhở. 1, 2, 3 ghép. Ơ khoan, Maki bồi dưỡng. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi nâng cấp cho Maki lên 9 sao. Phôi sức mạnh 6 sao đúng không? 6 sao thì dùng luôn Yuki xạ thủ đi. Cần deck gì. Mây mây quá trời quá đất luôn anh em ạ.
ghép luôn này. Tiếp tục khả năng là vẫn phải ghép MMA lên 9 sao này. Xem có MMA nào sẵn trong đội hình chưa. Chưa có một em nào. Thế thì phải ghép cho em nó lên 9 sao thôi anh em ơi. Phòng thí nghiệm dị năng. Đây, sức mạnh. Nhìn cho nó dễ nào. Nanami, Uzuki là 1, 2, 3. Lên. Thế là lên được 6 sao, đúng không? Tướng này. Mây 6 sao đâu? Đây rồi. Mây 6 sao và tiếp tục lên 7 sao em ơi. Bản thể 1, 2, 3, 4. Lên 8 sao. 1, 2 và 3. 1 phôi 6 sao. Zuki chứ còn gì nữa. Lên luôn. Ây à, cũng căng này. Lên được 9 sao là cần thêm 2 phôi 5 sao và 1 phôi 6 sao nữa. Thế thì tiếp tục là nâng cấp phe sức mạnh thôi. Phe sức mạnh còn em nào có thể lên được 6 sao nữa nhỉ? Yuki xạ thủ này. Đúng rồi. Hợp lý đấy. 1, 2 và 3. Ghép. Đó. Thế thì bây giờ em mây lên được 9 sao rồi anh em ạ. Hồi dưỡng này. Ok. 1, 2. Lên. Thế là có một phôi 9 sao. Tốn kém quá anh em ơi. Bây giờ thì đến lượt Maki. Lên 10 sao nhá em. Một phôi 6 sao. Ui thì chết nào lại ra này. Vẫn thiếu một phôi 6 sao sức mạnh. Tốn đấy nhở. Phòng thí nghiệm dị năng này. Còn ai nữa không? Vẫn là mây à? À thôi Yuki xạ thủ tiếp tục đi. Yuki xạ thủ này. 1 2 3 ghép. Ok là. Lên em ơi. Một phôi. Và đâu nhở. Đây. Phần nhầm là chết ấy. 13k. Vẫn đủ. Tăng sao luôn. Đó. Thế là lên được 10 sao rồi anh em ạ. Để mình đi đeo tháp thử xem thắng được không nha. Ui thất bại này. Vãi thật. Thế mình sẽ mua ở trong shop thần bí anh em nhá. Mua hết. Trong này thì cũng đơn giản mà. Mình có nhiều kim cương mà anh em. Lo gì. Như vậy là mình đã đầu tư khoảng 10k kim cương đây để mua. Không biết đã đủ chưa đây. Giờ mình check lại một tí xem nào. Đủ 20k chưa em ơi. Ôi đủ luôn rồi này. Ôi. Nhưng mà cần tận 5 cái bình này nữa á. Ảo thật đấy. Lên E2 cần tận 5 bình này á. À 20 bình này á. Bình này thì kiếm ở đâu ta. Shop ác mộng. U là trời. Shop ác mộng. Shop ác mộng. Ôi đây này. Hả? Phước tiến hóa đặc biệt. Trời ơi. Không thể tin được. Thế thì ở trong quà thất diệu có không? Quà thất diệu có này. Nhưng mà cần tận 350 ruby. Oh shit. Cay thế nhờ. Mình không để ý đến cái này rồi. Cú thực sự anh em ơi. Cái này thì làm sao mà nâng được cho Sukuna lên E2 trong ngày hôm nay đây. Thốn thế nhỉ. Thì ra đấy là lý do mấy ông top của mình cũng lên được có 10 sao với cả E1 thôi. Còn lại cũng chưa nâng lên E2 anh em ạ. Chắc là đang tiết kiệm tài nguyên đấy anh em ơi. Khổ ghê đấy.